Test lại mẫu đi Yamaha A7 này gửi cho bác khách ở Dư Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng. Đây là một con âm ly rất gấu của dòng Yamaha. Hình thức đẹp, vuông vức, cũng khá to, rất to. Con này nội thất bên trong cực kỳ VIP luôn anh em. Trước khi đóng gói cửa hàng test lại nó một vài phút. Con này chạy hai tản nhiệt, xó than hai vít thì phải, không nhớ nhầm là như vậy. Đừng giận anh nghe, anh chọn tim nghe. Tiền thắng tình thua, đời có mấy ai chê dòng về Yamaha thì lao lướt nó cứ làm dạng chiết áp, một là chiết áp tròn, hai chiết áp vàng. Bế trái có tiếng, giữa bế phải có tiếng. Cái này đang chạy vào aux, không bấm cái này, cái này để giữa, cái này để giữa phát chép. Rồi ngày hôm nào em hỏi anh câu rằng tiền tình bao anh thì anh nói anh yêu tiền. Những cái này nó gọi là cắt tần, các bác bấm vào nó có chút thay đổi về âm thanh. Anh em đánh hai đôi thì bấm cả vào. Anh chọn tiền thắng. Anh em có thể nghe nhạc vàng và nhạc liên khúc, nhạc đan cũng được. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.